Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn mẫu xe Merida Xpulsor 500. Xe mang bộ chuyển động full bộ chuyển động DOG, phanh dầu Shimano bi vòng. Xe được mang cái nước sơn xám phối với màu xanh nhìn rất là đẹp. Xe này em đánh giá là còn rất là mới. Hơn 90%. Khung thép màu nguyên bản rất là mới đẹp. Xe này bọn em mới nhập về, chưa vệ sinh gì nhiều mà các bác nhìn trên hình còn rất là bóng đẹp. Hầu như là không có một vết xước nhỏ là đáng kể trên xe. Bộ tay bấm DOG phanh dầu Shimano. Mayer bi vòng. Vành chính hãng Xpulsor. Bánh 700c. Đùi đĩa trục rỗng, trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG. Máy ưa sau bi vòng. Các bạn nhìn tổng thể chiếc xe rất là mới đẹp. Và bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 53 cm. Chiếc xe này sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m64-65 đến 1m74-75 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bạn em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bạn ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đang lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 10 thằng nít, nít của nó còn rất là bóng bẩy. Nói chung là xe này cực kỳ là mới. 3 tầng đĩa, 10 tầng nít. Xe đo như tốc độ chiếc xe như các bác nhìn trên hình rất là mượt mà. Chiếc xe này nó có giá bán bên em rất là tốt, chỉ có 11.200.000 bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác mà quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn và hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo về những cái chiếc xe mới bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau.